Vướng tin đồn sinh con cho Hồ Ca, Vương Hiểu Thần bức xúc, nói muốn sinh ra con khỉ. Ngày 30 tháng 8, cộng đồng Cbiz Trung Quốc xôn xao trước thông tin nam diễn viên Hồ Ca bí mật kết hôn với người đẹp Vương Hiểu Thần. Người đưa tin khẳng định hai diễn viên có với nhau một con gái. Trước nghi vấn hôn nhân với Hồ Ca, Vương Hiểu Thần đích thân phủ nhận. Nữ diễn viên trả lời hàng loạt bình luận chất vấn từ khán giả và cho biết những tin đồn thất thiệt như trên khiến đường tình duyên của cô lận đận. Vương Hiểu Thần bức xúc nói rằng, con đường tới hôn nhân của tôi điêu đứng cũng vì mấy tin tức trời ơi đất hỡi. Sao các bạn không nói rằng tôi sinh ra một con khỉ luôn đi? Đây không phải lần đầu Vương Hiểu Thần và Hồ Ca vướng tin đồn kết hôn. Hồ Ca và Vương Hiểu Thần từng hợp tác trong hai tác phẩm. Năm 2005, họ đóng Anh Hùng Xạ Điêu, nam diễn viên thủ vai Quách Tĩnh, còn Hiểu Thần đóng mẹ vợ của anh trong phim. Năm 2015, Hồ Ca và Vương Hiểu Thần chính thức nên duyên trên màn ảnh trong bộ phim Tháng Ngày Tươi Đẹp với vai diễn Viên Hạo và Mao Tiểu Xuân. Từ năm 2019, cả hai đã bị đồn có mối quan hệ tình nhân. Trong cả hai lần dính thị phi tình ái với đồng nghiệp, Vương Hiểu Thần và Hồ Ca đều bác bỏ. Vương Hiểu Thần sinh năm 1988, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Cô bén duyên với nghệ thuật từ năm 3 tuổi. Các tác phẩm nổi bật của Vương Hiểu Thần có thể kể đến Tô Đông Pha, Mai Khôi Giang Hồ, Thời Đại Hai Cha Con, Anh Hùng Xạ Điêu, đóng vai vợ của Đông Tà Hoàng Dược Sư, Câu Chuyện Hạnh Phúc, Still Not Enough. Hồ Ca sinh năm 1982, anh có đời tư sạch, hiếm khi vướng scandal. Nam diễn viên từng có thời gian hẹn hò nhiều đồng nghiệp nổi tiếng như Tiết Dài Ngưng, Giang Sơ Ảnh hay Thiên Kim Lâm Hiểu. Sau những đoạn tình cảm không có kết thúc viên mãn, Hồ Ca vẫn là quý ông độc thân quyến rũ của showbiz. Các bạn nghĩ sao về cặp đôi Cbiz này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức showbiz trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.